đi đâu, đừng có hỏi xui xẻo người ta nghe. Nè, có tiền không? Đưa chút đỉnh cô bồ. Em cần bao nhiêu? Càng nhiều càng tốt. Có không? Nè, em cầm tạm đi. Thôi, anh đi có chút việc nha. Cảm ơn anh nghe. Ủa anh, trời ơi, làm người ta hết hồn à. Em chờ anh có lâu không? Không có lâu lắm. Em có tiền chưa? Có rồi. Đưa đây, để anh đi gỡ lại coi. Sao ít quá vậy? Bao nhiêu đây à? Anh cầm đỡ 50 ngàn đi rồi mai em đưa tiếp. Của thằng chồng em mới đưa cho em đó. Của chồng em mới đưa? À thôi cũng được. Cảm ơn nghe cưng, bữa nay chắc chắn là anh phải gỡ lại. Thôi anh đi nghe. Nè, thôi chút xíu đây về, anh sẽ thưởng nè, anh đi nghe. Có chủ nhà ở nhà không vậy kìa? Mình nè, mình ơi, hồi chị em thấy báo lại đăng tin tướng cướp Bạch Hải Đường vừa giết người cướp của. Em sợ mình bận công vụ không về được, em rầu ghê vậy đó. Đâu có, dù bận chuyện gì đi nữa thì anh cũng phải ráng về chứ. Không lẽ mình mời bạn bè đến rồi chủ nhà đi vắng coi sao được, phải không? Phải không cưng? À nè, còn cái này nữa nha. Dạ. Anh đố em biết cái gì? Cái gì vậy mình? Thì anh đố em đó. Nhưng mà cái gì vậy? Trời đất ơi, không lẽ vợ của thám tử mà đoán không ra hay sao? À, thôi thôi em biết rồi. Gì? Đồng hồ. Chật lách. Cục kẹo. Trúng y mà cũng thật luôn rồi. Cho em nói lại đó. Không phải đồng hồ, không phải kẹo. Vậy chứ cái gì? Thôi để anh nói cho em nghe nè. Em phải biết là từ bấy lâu nay vợ chồng mình chung sống với nhau, lúc nào anh cũng cố gắng lo làm ăn, còn em thì luôn luôn cần kiệm. Vậy mà gia đình luôn luôn túng thiếu, vì tiền lương chẳng được bao nhiêu. Hơn nữa anh chẳng hề tham nhũng của ai, cho đến bây giờ tay trắng vẫn trắng tay. Nhờ má với ba thương tình đùm bọc lại, còn mua cho ngôi nhà xinh xắn này. Thật là tình cha mẹ quá thương con, chỉ sanh được với sông dài biển rộng. Ấy cũng vì anh thật và yêu em, nên ba má em mới mến rễ hiền. Bởi vậy hôm nay muốn đánh dấu ngày kỷ niệm, anh mua về tặng em chiếc nhẫn xoàn này, để biểu lộ thêm một lần tình yêu tha thiết của anh. Ủa, sao chưa chịu đeo vô tay đi? Em đeo chiếc nhẫn cũ, còn chiếc này em cất qua một bên. Sao vậy? Bộ chê hả? Không phải chê, em chờ xin tiền ba má mua cho mình một chiếc tương tự, rồi hai đứa đeo một lượt, mình chịu không? Liên à, mình làm anh cảm động quá à. Nè, hai đứa chúng ta cùng sống chung với nhau bao ngày bao tháng, cùng chia sẻ ngọt bùi để chờ đợi một đứa con. Nhưng đến hôm nay em vẫn thui thủi một thân, trong những lúc mình bận trực đêm nơi công sở. Vì thế nên em muốn hai chúng ta vui cùng vui, khổ cùng khổ, để san sẻ cho nhau từng niềm thương nỗi nhớ bên lòng, để cùng nâng vì mẹ nồng, chờ tin vui chợt đến, hạnh phúc giai ân sẽ cho mình một đứa con xinh. Em tin rồi sẽ có. Nè, mình biết không? Sao? Chiều bồng con ra trước sân chờ đón anh, nụ cười của con và của em sẽ làm cho anh vui. Anh hôn con, anh hôn em, ôi sẽ tìm.
sướng quá. Thôi hôm nay mừng tân gia, em chớ mơ mộng nhiều. Mình sẽ có bầy con cho em nuôi mệt nghi. Ok, chào các bạn. Dạ. Dạ chào anh. À chào anh. Dạ chào chị. Dạ, dạ, dạ mời các anh các chị vào nhà. Dạ. Mình ơi, mình ơi, ơi. Mình ở đây lo tiếp khách. Để em vào trong sửa soạn nha mình. Sửa soạn cho thật là đẹp nha mình. Ê, chó, trời ơi, chủ nhà chó. Thôi rồi, trời ơi, tiêu mẹ cái quần ngang cổ của tôi rồi. Cái gì vậy? Chó. Kìa. Rồi. Anh có sao không anh Trung? Có sao đâu, mới đất nát cái quần nè. Coi có chảy máu không? Hên quá chưa chảy máu. Ôi. Ủa? Mà tiếc tụng gì mà anh bài biển coi bộ ngon lành quá vậy anh? Thì hôm nay tụi tôi ăn tân gia. Tôi mời đông đủ bạn bè của mình hồi đó. Anh ơi, nghĩ vậy mà cũng 14, 15 năm rồi ha. Sao? Còn anh dạo này ra sao? Có phát tài không hả anh? Ôi, làm bầu cải lương mà phát tài phát tướng con khỉ khô gì. Ủa, anh làm bầu cái nát cải lương hả? Nhưng mà anh có biết hát gì không mà anh làm bầu vậy? Biết hát biết hò gì đâu. Tại hồi nhỏ ham coi hát cải lương, coi riết rồi tôi ghiền. Nên mới nhảy ra làm bầu coi cho đã vậy mà. Anh Trung à, làm bầu gánh hát chắc dễ thở lắm phải không anh? Dễ thở, thiếu điều thắt họng luôn chứ dễ thở gì anh. Ủa, anh biết sao không? Sao anh? Nào là trả tiền rạp nè, tiền cơm nè, tiền in chương trình, tiền di chuyển, tiền đóng thế soi lỗ muốn hụt hơi luôn vậy đó. Rồi lúc này anh ở đâu? Ôi, gánh hát lưu động mà anh. Hát rạp thì tôi ở rạp, mà hát đình thì tôi ở đình. Còn khi kẹt quá chui vô miễu thì mình ở miễu. Tội nghiệp quá. Còn gia đình của anh như thế nào hả anh? Một vợ tám con, nuôi thêm bốn cháu vợ nữa, ngán không? Con gái lớn tôi năm nay 12 tuổi, thằng Út mới giáp thôi nôi thôi. Vậy mà bà, bà chưa chịu nghỉ. Cái anh này, bà còn đòi sáng sức điều điều. Nhưng có điều tôi an ủi, là đám con tôi đều được nhờ. Tôi làm giám đốc kim soạn giả kim xếp đờ co, còn má nó làm tổng khẩu giữ thùng tiền và chải vòng ngoài. Con gái lớn tôi thì nó ca đúng điệu, thằng con thứ hai có cái giọng ào ào, chuyên đóng những vai toàn là dữ dằn, như là châu xương nè, hay là la hét như trương mi. Chắc các cháu nhờ anh khổ công luyện tập nên mới thở ấu thơ mà thi thố được tài. Nhất định là ngày sau khi mà trở về già đó nghe, anh sẽ sống cuộc đời an nhàn dư dả thảnh thơi đó nghe. Cái chuyện đó tính sao đi. Kìa anh Minh. Kìa anh Bang. Anh có cả chị nữa. Dạ xin mời, mời anh chị vào nhà. Tôi xin lỗi anh vì bận chút việc riêng. Xin giới thiệu với anh, đây là Nhung vợ tôi. Minh à, còn đây là anh Bằng, bạn học cũ của anh đó. Dạ hân hạnh được biết anh Bằng. Dạ hân hạnh được biết chị. Còn đây anh Minh ơi, tôi đố anh Minh biết ai đây? Sức mấy biết mà nói. Ai đây? Phải rồi. Xin lỗi, ai đây? Thì tôi đố anh đó. Sức mấy mà nhớ nổi, nhớ tôi thành hàng mặt tử liền. Thôi tôi nhớ rồi. Nhớ không? Thôi, nhớ em. Nhớ rồi. Ủa ai đây? Trời ơi, vậy mà vậy mà nó tôi biết rồi. Thôi làm sao nhớ nổi, để tôi nhắc cho nhớ nghe. Nhớ không? Tôi nè, Trung. Trung mỏ nhọn này nhớ không? Hồi nhỏ tụi mình đá banh với nhau, anh đá vô cái mỏ tụi nhọn tới giờ này đó. Anh đánh tôi hoài nhớ không? Nhớ rồi, trời nó cười. Trung mỏ nhọn rồi mà. Trời nó có hèn chi nãy tôi thấy cái mỏ nhọn tôi nhớ mày mày mà gạt cài không ra. Trời ơi, nhớ rồi. Trời ơi, lâu gặp ghê, sao giờ già quá vậy cha nội? Tại lớn tuổi. Mình ơi, đây là anh Trung nè, cũng là bạn học cũ của anh đó. Bạn học của anh à? Chào ông. Chào bà. Cưng kìa, sao em gọi bằng ông? Ảnh là bạn học của anh mà. Thôi bỏ qua Trung ha, vợ tôi vui tánh lắm đó, giỡn vậy đó. Anh Trung à, lúc này anh làm gì, ở đâu? Anh Minh à, anh biết anh Trung lúc này có nhiều biệt tài lắm không?
Anh biết không, anh Tung hiện giờ là một ông bầu gánh hát cái lường, đi sống đài đây mai đó nhưng lại được đi khắp xứ. Vậy à, mà anh Tung là bầu gánh hát nào đâu và thường hát ở đáp nào? Thôi, gánh lèo tèo hát rạp gì nổi anh, hát đình hát miễu để kiếm ăn. Nè, tên gánh hát là chi mà anh chưa có giới thiệu? Đoàn ca vũ nhạc kịch trăng ngàn nơi bốn phương. Trời đất ơi, gánh hát gì đâu mà cái tên sao mình dài nhằn à, và chuyên hát miễu định lặn lội thôn quê. Chắc là ở nông thôn dễ chạy gạo mượn tiền, gánh hát nghèo thì phải chạy gạo chết sao? Nhưng mà em nói chi những lời quá đáng, cái chuyện giàu nghèo á biết làm sao mà tính. Biết rồi, đừng bên nữa cho mất công. Thôi mà, em bỏ qua đi cho tôi nhờ, sao em thấy cãi quá. Ủa, sao nãy giờ chưa thấy mặt bà chủ vậy anh Bằng? À, chắc anh Bằng còn nhốt kỹ ở hậu liêu. Quên nữa, em ơi em à, em ra đây cho anh giới thiệu, đây là Liên, vợ yêu quý của tôi. Xin lỗi nãy giờ tôi bận việc sau nhà, kính mừng anh chị đến chung vui. Đây là chị Nhung, vợ của anh mình này, còn đây là anh bầu gánh hát cải lương. Dạ, xin chào chị. Dạ, hôm nay sẵn dịp ăn tân gia, mời các anh chị lên lầu xem coi nhà tôi trưng diện nó có đẹp không, rồi sau đó cái anh em mình nhập tiệc ha. Hay quá, hay quá, hoan nghênh cái chỗ nhập tiệc đó. Trời ơi, mấy ngày nay biết không, gánh hát nghỉ hoài, đói lên đói xuống, tôi xin hoan hô cái chỗ nhập tiệc. Hoan hô, chịu quá, hoan hô nhập tiệc, hoan hô. Làm vậy? Gì? Trời trời, làm gì kia? Gì kỳ? Vô duyên không? Sao chị nói tôi vô duyên? Cái vị này nãy tôi để ý dữ lắm nha. Sao chị cứ món ăn thua với một mình tôi? Không lẽ tôi với chị có mối cựu thù? Nói chung là anh đừng có buồn, còn em sao kỳ quá. Cái gì kỳ? Tại vì con nói vô duyên thì tôi nói là vô duyên chứ sao. Thôi chị bỏ qua cho rồi, dạ xin anh cũng bỏ qua. Dạ bây giờ thì xin mời các chị các anh. Còn cái bụng nhập tiệc bao giờ vậy anh Bằng? Chết đói hay sao mà mở miệng ra đòi ăn? Đói hay không thì kệ cha tôi, kệ ông nội tôi, mắc mớ rồi chị nói. Đói mới có đòi ăn chứ, người ta mời nhập tiệc không ăn chứ làm cái gì. Ăn thì hổng thỉnh rồi sẽ ăn, làm gì mà hối gì là ăn cướp vậy. Xin lỗi chị nghe, chị nói đàng hoàng lại nghe. Tôi đòi ăn tiệc chứ không có đòi ăn cướp à. Thiệt tình là tôi ghét đi ăn tiệc lắm. Ăn uống cái gì mà có không được tự do. Đói thấy mồ mà làm bộ dằn lòng cho ra người cao thượng. Vậy mà còn chờ hết người này tới hết người khác, chán chết. Thôi, không ăn gì nữa đó, để tôi về đình lục cơm nguội ăn cho đỡ. Anh Tung à, lâu ngày bạn bè mới có dịp gặp nhau. Mình ngồi tâm sự chờ đợi chút cũng vui vậy. Ráng đi anh Tung, mình chờ khoảng đâu 15 phút nữa đi anh. Nhập càng sớm càng tốt nha, chứ tôi đói dữ lắm rồi. Chậm một chút xíu nữa là tôi chết ra đây là ông cò đền nhân mạng nha. Gì vậy? Nhưng tôi nói không đúng sao, cười đi tao quê hay sao? Thôi quê cái gì anh ơi, đừng có quê gì nữa hết á. Dạ xin mời các anh các chị lên lầu ạ. Khoan anh Minh, để chị ấy lên lầu với vợ của tôi đi. Còn anh hãy ở lại đây. Ở lại đây để tụi mình hàn huyên tâm sự. Lâu quá rồi tụi mình chẳng có dịp gặp lại nhau. Ngồi đi anh, ngồi đi mà. Được rồi, anh để cho tôi tự nhiên. Anh Minh à, lúc này anh làm gì, ở đâu vậy anh? Dạ, tôi làm đủ nghề. Có lúc tôi làm thầu khoáng, chạy áp phe, chợ đen, chợ đỏ. Ôi, cái nghề gì hay làm ra tiền là tôi nhào vô à. Mà không giấu gì anh, có khi cũng thất nghiệp vài tháng đi vòng vòng xả hơi cho nó vui. Mà anh Minh à, chỗ bạn bè với nhau có gì thì anh cứ nói thật cho tôi nghe nha. Tôi coi bộ anh không được vui lắm, và hình như có cái gì anh đang lo lắng lắm phải không? Anh hay quá, anh thiệt là tinh ý đó nghe. Anh Bằng à, tôi hỏi thiệt anh nghe. Nếu sau này có kẻ nào đó vì hoàn cảnh gia đình mà đi giết người cướp của như tên cướp Bạch Hải Đường, anh, tôi nghĩ anh cũng nên xem xét mà chăm chế cho họ nhờ. Thôi thôi đi anh Minh ơi, anh đừng nhắc tới cái tên tướng cướp Bạch Hải Đường nữa.
cũng tại vì nó mà suốt mấy tháng nay tôi mất ăn mất ngủ. Tôi mà tóm cổ được nó hả anh? Tôi mà tóm cổ được rồi tôi sẽ cho nó ở tù chung thân khổ sai. Cái gì vậy mình? Hả? Chiếc nhẫn xoàng mình mua tặng em khi nãy em để trên bàn phấn bỗng nhiên mất rồi. Đâu em tìm kỹ lại coi. Chắc đâu có mà. Em đã tìm kỹ không có một chỗ nào có hết trơn á. Vậy thì lạ thật mà. Trời ơi, chuyện thật là xui xẻo đâu không à. Phải chi mà tôi ở dưới đây cho yên chuyện. Tôi mới là nhột nhạt nhất nè. Vì ngó tới ngó lui mới được tôi là người nghèo mặt riệp nhất. Nghèo mà tới nhà người ta đó thì người ta mất độ mà xấu hổ chứ. Mình à, mình à. Gì? Mình à, lúc nãy mình có vô phòng riêng của chị Liên không? Cái gì? Mình có thấy chiếc nhẫn của chị Liên để đâu không? Hỏi gì mà kỳ cục vậy? Tôi là vợ của anh mà. Anh còn không tin tôi à? Thì anh họ hỏi vậy mà. À, hay là anh nghĩ cho tôi đang cấp chiếc nhẫn hột xoàn của chị Liên sao lại có thứ chồng vô duyên lúc nào cũng để tâm hoài nghi chứ vợ của mình à. Thôi mà chị đừng có nói vậy mà tội nghiệp cho anh Minh lắm. Ở đây đâu có kẻ nào mà ngồi giật chị đâu. À, vậy là người ta nghi kỹ chứ tôi phải không? Dám lắm à. Ở đây có mình tội xấu mặt mà thôi. Thôi mà anh Trung, mình ở đây là chỗ bạn bè với nhau. Bạn bè gì đâu mà cái mặt chẳng có cảm tình. Thứ gì nói cho như là khỉ mắt phong. Chị nói con khỉ mắt phong. Xin lỗi chị à nghe. Coi như con khỉ mắt phong vậy chứ đàng hoàng lắm à. Chứ không phải như cái thứ mà tô son trét phấn mà lòng dạ cong vòng như cái vòi bình tích vậy đó. Ê ê ê. Cái thằng cha bầu nó nát cải lương. Cải lương sao? Cha nói vậy là nghĩa làm sao chứ? Không có nghĩa làm sao hết á. Ai muốn hiểu sao cũng được. Ủa, bộ chị có tịch sao chị nhúc nhích? Tịch gì? Nè, chị dám không? Dám gì? Đứa nào mà ăn cắp chiếc nhẫn của chị Liên á thì lên lăng ông bà chịu thề với tôi nè. Thề cho ông dặn hỏng nó đi. Dặn hỏng gì? Hả? Dặn hỏng chú á, chứ dặn hỏng ai? Dặn hỏng chị. Dặn hỏng chú. Dặn hỏng chị. Dặn hỏng chú. Chị, chú, 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 chú. Anh Trung ơi, anh cho tôi xin đi mà. Còn em nữa, anh lại em mà. Bạn bè của anh sao mà vô duyên quá. Tử tế quá mà. Cái thằng cha gì mà cái mỏ nhọn quá. Mỏ nhọn là sao? Mỏ nhọn vậy đó. Mà tụi này làm ăn đàng hoàng à. Gánh hát cái đống bà tăng hãng hoài mà. Tụi này làm ăn lương thiện mà. Đồ cái thằng cha vô duyên. Chị muốn gì? Mày muốn gì? Ôi trời đất ơi. Nhung ơi, thôi đi anh Trung ơi. Trời ơi, nó đá cho bụng tôi. Tôi đi thưa mới được, thưa. Đi đi, mày đi đi. Em, trời ơi, em sao kỳ quá à. Để em nói chuyện với anh Trung. Anh Trung à, tôi thành thật xin lỗi anh về những hành động không phải vừa rồi của vợ tôi nha. Hả? Anh Trung, anh nói gì vậy? Không phải cái gì? Không phải cái gì? Mình... Nhung ơi, dù mình có giận anh chính xé 10 vàng bí trắng nữa thì mình cũng phải giữ gìn danh dự và tư cách cho chồng chứ. Có ly đâu nơi tiệc vui giữa bạn bè quanh như thế này. Nỗi mừng vui chưa kịp lời thổ lộ thì mình đã làm cho anh tủi hổ trong lòng. Dù cho anh không giữ gìn bổn phận làm chồng, dù cho anh có gì không phải thì em cũng đừng cư xử như một kẻ chẳng ra chi. Bạn bè quanh bao năm trời xa cách mới có ngày hội ngộ với nhau đây. Đó là một điều hy vọng lớn lao sao em nỡ xóa tan trong giây phút. Đó là lời của anh, lời của bạn bè anh. Chứ tôi như vậy mà nghi toan cách mà. Tôi không có nghi, chính mắt thấy rõ ràng mà. Đó, anh nghe chưa? Anh nghe chưa? Anh Trung à, anh nhìn vợ tôi chút xíu không được sao anh Trung? Nhìn cái gì? Tức quá mà. Tức dữ cho nổi. Trời ơi, anh để cho người ta hạ nhục tôi mà anh không có một lời đứng dừng. Vậy thì anh đừng phiền trách chi cho tôi hổ thẹn.
nhiều rồi nha. Tại sao anh không có một thái độ phân minh? Anh là chồng của tôi mà anh không bên vợ. Nhưng mà em đi, để cho người ta khinh dễ chẳng ra chi. Trong gia đình anh không tròn bổn phận, còn ra ngoài đường anh lại thua kém người ta. Trời ơi, trước mặt bạn bè của anh mà em nói vậy đó. Chị đừng nói vậy mà tội nghiệp cho anh Minh. Anh Minh lúc nào cũng quý mến chị. Lỗi này là do con vợ của tôi nó sơ ý quá. Không không, chị Liên ở nhà không có lỗi gì hết á. Tại chồng tôi mà người ta mới khinh rẻ tôi vậy đó. Trời ơi là trời. Trời ơi Nhung, Nhung ơi, anh có làm lỗi gì đi chăng nữa đó thì mình cũng nên ôn tồn trong câu chuyện hôm nay. Mình nên nhớ ở đây không phải là nhà của mình, không phải là nơi để cho mình nghi sự. Trời ơi, mình lớn tiếng như chị đó có được không? Hơn nữa mình cũng phải biết á, anh Chi Bằng ở đây nè, người ta có lòng cho nên người ta mới mời mình đến. Người ta mời mình đến là để cho tình bạn thêm sâu đậm mà cuộc đời đã ngăn cách mấy lâu nay. Mà giờ đây câu chuyện đã đổi thay, làm cho anh thêm bàng hoàng xấu hổ. Anh Bằng à, sợ thì anh xin lỗi đi. Còn tôi không có lỗi gì hết á. Anh chị không có lỗi gì hết á. Lỗi này là tại con vợ của tôi. Phải, chị Liên không có lỗi gì hết á. Ê, ê, cái bản mặt xạo. Ê, ê, chị nói ai xạo? Chú xạo á. Chị xạo á. Chú xạo. Chú xạo. Chú xạo. Mà, trời ơi, Nhung ơi, anh lại em, anh lại em. Em nhịn anh Trung một chút xíu không được hay sao? Nè, anh đừng có xử hiếp tôi nha. Tôi không có nhịn ai hết á. Thôi được rồi. Nè ông cò, ông cò, ông xé bóp tôi đi, xé đi. Em Dung, em làm gì vậy? Trời ơi, chỗ bạn bè với nhau làm sao tôi dám xé bóp chị? Xé đi, xé đại đi. Không xé phải không? Bây giờ tôi đưa bóp mà không xé phải không? Vậy thì sau này đừng có ai đó động tới tôi nghe. Ê, ê. Đi tôi hả? Đừng kêu tôi chứ. Sao ông đi về? Đi về. Em về trước đi. Đồ cái mặt hãm tài. Đó anh Minh nghe chưa? Bỏ đó cái mặt tôi hãm. Anh Trung, anh nhịn vợ tôi đi mà. Tôi nói anh nghe, tại anh nhịn vợ tôi không quen đó, chứ tôi nhịn giết rồi cũng quen hà. Đàn bà mà anh. Tại anh là chồng thì nhịn quen chứ bộ tôi chồng sao? Tôi nói thiệt với anh nha, tôi mà có con vợ như anh á, tôi đánh một ngày tám bận luôn. Gì? Tám bận hả? Gì tám bận? Mới có 6-7 tiếng à. Đứng đợi riết muốn rụt xương. Làm gì mà lâu dữ vậy? Thôi chị em xin lỗi mà. Chà, bộ thua hết tiền rồi hay sao mà mặt mày bí xị vậy bạn? Chứ sao? Em nghĩ coi, xui tận mạng, đánh đâu thua đó, sập sám thua, chị dách cũng thua, nhảy qua đánh phé cũng hết tiền. Hết tiền rồi giận cá chém thớt phải không? Sao cưng, bữa nay có tiền không? Cho anh chút đỉnh để anh đi gỡ coi. Tiền thì chưa có, cả tuần lễ này nó đi đâu không thấy về nữa. Trời ơi. Ê, có nữa chứ. Em có cái này nè. Cái gì vậy em? Chờ em. Đây, chiếc nhẫn hột xoàn. Chiếc nhẫn hột xoàn. Rồi bán được bao nhiêu? Bao nhiêu cũng được, tùy anh. Nè, nếu rủi mà bán không được thì anh trả lại cho em mà nghe. Cái gì mà bán không được? Trời, hốc xoàn mà làm gì? Thôi mà, có gì đâu mà giận không biết nữa. Nè, cho anh hôn cái coi. Nè, anh đi nha. Dạ. Trời ơi,
Trời ơi, gói xuống mà coi ra trời. Đàn bà tức quá không biết đàn bà gì nữa. Đàn bà khốn nạn, ăn cắp của nuôi trai nè trời. Ngủ đi con, ngủ đi. Trời ơi, cứ thức hoài không chịu ngủ. Bực mình, bực mấy quá. Ngủ đi con, ngủ. Ngủ đi. Ồ ơ dí dầu cầu giang đông đinh, cầu tre lắc lẻo gặp gần khó đi mẹ dắt con đi trường học. Ồ ơ con đi trường học, mẹ đi trường đời. Ồ ơ chuột kêu chút chích trong hang, anh đi cho khéo đụng giường mẹ hay. Mẹ hay mẹ hỏi đi đâu, nói đi lấy muối. Nói đi lấy muối cho mèo ăn cô. Nhung, Nhung. Trời ơi, anh đó hả? Có chuyện gì quan trọng mà dám tới giờ này trời? Có chứ, nó đâu rồi? Đi đâu mất biệt mấy đêm rồi đó. Đi rồi à? Nè, đem trả chiếc nhẫn cho em nè. Ủa, sao vậy? Cầm không được, mà bán còn không ai mua nữa. Ủa, giả hả? Không phải giả, nhưng mà không có phát tiền người ta không có dám mua, sợ đồ ăn cắp. Thôi cắp đi, anh đến đây là để báo cho mày một tin khác. Tin gì vậy anh? Em có biết không? Thái Đường từng gây ra chuyện xuất quỷ nhập thần. Biết ra thì không ai xa lạ, mà nó chính là thằng Minh, là chồng của em đó. Trời ơi anh Can, có phải là anh nói thiệt? Này đừng nói chơi nha, những lời vô cùng tai hại. Không, anh chắc chắn nó chớ chẳng ai. Vừa rút tính là anh tìm em căn dặn, hiện giờ sở công an đang tìm ra tài liệu. Sớm muộn gì người ta cũng tới đây để kiếm, anh mới tính về bàn để em liệu lo. Sẽ đánh ngang tay em quả thật bất ngờ. Anh Trang ơi, bây giờ mình phải làm sao? Em hãy viết thơ tố cáo nó liền đi em, đánh tai họa cho hai đứa mình sống tự do. Sao, em thấy có lý không? Nè, anh nói cho em nghe nha, em hãy viết một bức thơ nè, rồi em đem tố cáo nó. Em tố cáo nó tức là em đã tự minh oan cho mình rồi. Nhà chức trách không có bắt tội em đâu, mà còn thưởng cho em nữa là khác. Chừng đó chúng mình sẽ được tự do. Stop, stop, anh cho tôi xuống đây. Chết rồi, nói về tới đó làm sao bây giờ anh? Nhà có cửa sau không em? Dạ có. Thôi để anh đi nha, nhớ nhớ lời anh nói nghe chưa, nhớ nghe. Ơi, tức mình ghê vậy đó. Giờ đây mà không chịu ngủ nữa. Ngủ đi cho người ta ngủ chứ. Khóc lóc ôm xồm hoài. Kìa Minh, sao giờ này mình chưa đi ngủ? Ngủ ghê vậy đó. Con cái gì mà như yêu như quỷ vậy đó. Cứ khóc gì dễ hoài. Ai mà ngủ ghê vậy đó. Coi kìa, sao hôm nay mình lại rủa con như vậy? Chắc là nó khát sữa hay là đau bụng gì đó chứ. Đâu, đưa anh nằm coi. Con, sao vậy con? Ba đây nè, ba nè. Thôi ngủ đi nghe con, ngủ đi nghe. À ơi, dí dầu tình bầu muốn thôi, bầu gieo tiếng dữ cho rồi bầu ra. À ơi, dí đó. Thấy chưa, em thấy chưa? Mới ru chút xíu là nó ngủ liền à. Giỏi quá. Sao không ở nhà mà ru nó ngủ? Cô kìa, sao bữa nay em lại gắt gỏng với anh như vậy? Sao em nói chuyện sao mà sẵn lè với anh kỳ quá à? Anh vẫn một lòng thương em, thương con, thì anh phải chạy lo hạnh phúc tương lai cho vợ chồng mình chứ. Lo à? Cảm ơn. Thôi đi ngủ đi, người ta còn ngủ với. Khoan mình nè. Anh muốn hỏi em điều này. Muốn kiếm chuyện nữa đó hả? Không phải anh muốn kiếm chuyện với em, mà anh muốn biết tại sao em lại nhẫn tâm đi lấy chiếc nhẫn của vợ anh bằng. Anh cho em biết là anh đã để tâm suy xét kỹ đó. Ngoại trừ em ra đó, thì chẳng có một ai. Nhưng mà tại sao em làm chuyện đó, em bôi lọ vào mặt anh phải không? Ê, đừng có đặt chuyện vô vơ nghe. Bằng cớ gì anh cứ
chuyện thì em cứ nói đại ra đi. Trời ơi, anh tưởng tôi là con nít sao mà nên không biết cái chuyện gì của anh à. Nè, anh đừng mong qua mắt tôi nha. Em biết chuyện gì nói nghe cho được, đừng có giả bộ ồn ào. Tuy anh phải kiếm tiền đi xa ít gần gũi vợ con, nhưng lòng anh luôn thương con thương vợ, mong rằng sẽ có một tương lai rực rỡ sáng tươi hơn. Thôi đi anh ơi, anh đừng có giả bộ nghi thơ. Tôi đã biết rành biết rõ hết trơn à. Chớ mong che đậy mà chọc cho tôi giận, coi chừng tôi nổi xung tim sẽ cho anh chết gục ở trong tù xương anh rốt. Nhung, em nói gì kỳ vậy? Đâu có gì mà kỳ. Anh là thằng ăn cướp với cái tên Bạch Thải Đường, anh nghe rõ chưa? Hả? Ai nói với em tôi là... Phải, tôi là tướng cướp Bạch Thải Đường đây. Đâu, em làm gì anh, em làm thử coi. Thời gian sẽ trả lời. Bất quá ở tù chung thân là cùng. Và trời ơi, làm chồng làm cha mà được ở tù vì vợ con đó nghe, thì anh không có một chút gì ân hận hết đó. Chà, tốt quá ta. Không tốt gì, ai tốt hơn không được vậy thôi. Thôi, lại biểu nè. Để biểu coi. Tới rồi đi ngửi nghe. Thôi mà, buông ra đi, kỳ quá. Tới rồi đi ngủ chứ gì đó mà kỳ không biết nữa. Đi ngửi chứ cưng, anh buồn ngủ lắm rồi đó. Anh đi ngủ trước đi, bộ chưa có buồn ngủ gì trơn á. Nói chơi mà em giận anh hả? Hả? Nói chơi mà giận ai cưng, đi, đi cưng, đi. Tôi nói tôi không buồn ngủ nghe, anh đi ngủ trước đi. Bực quá bực. Trời ơi, vợ tôi nay sẽ kỳ ghê nghe. Ôm chút xíu mà cũng không cho nữa. Thôi giờ không phải thật, cười một cái đi nghe. Cười một cái đi để cho tôi đi ngủ cho nó hên chút coi. Trời ơi, cười cái gì mà cười. Khi không bắt ta cười làm sao cười được. Thì cười đại đi. Hài. Trời ơi, giờ tôi đã cười giống như cọp mà sợ thú miếu quá. Thôi để anh đi ngủ trước nha. Thu ơi, mình thức ngủ vậy mình? Mình ơi, ra đây em nói nghe nè. Ba con Thu ơi, mình ơi mình. À, vậy là nó ngủ say như chết rồi. Mày đã tới số rồi. Tao sẽ viết thơ tố cáo mày với ông Cò Bằng cho mày ở tù mọt gông. Tôi hân báo tin cho ông được rồi. Tên tướng cướp Bạch Thải Đường mà ông đang truy nã, nó không phải ai xa lạ. Nó chính là Minh, bạn học cũ của ông. Vậy khi nhận được tin này, ông hãy cho người tới dây bắt nó tại nhà số 499 đường Sương Lạnh. Chiếc nhẫn của vợ ông nó để dưới gối nằm của con nó trên bộ giá. Một người muốn giúp ông. Chào ông. Xong rồi. Lẹ ơi, lẹ, lẹ. Dạ, giờ mở hai gọi con. Tao đâu có dám gọi, tao mời mày đó. Dạ. Giờ nay mà còn ngủ, giống y như thằng chủ của mày đó. Ê mày, mày biết nhà riêng của ông Cò Bằng không? Dạ. Biết không? Biết. Tao hỏi biết không? Dạ biết. Âm à âm ớ hoài. Dạ. Tốt lắm. Nè, mày đem thơ này lại nhà ổng nha, trao tận tay cho ổng. Dạ nhưng mà có chờ trả lời không vậy mợ? Khỏi. Đi nhanh đi. Đi rồi về tao cho tiền. Dạ. Ừ.
mới của con. Nó đi nghe con. Nhung ơi, má ăn thua à? Trời đất ơi, con nó khóc kìa. Lẹ ơi, má ăn thua à? Nhung ơi, nên đi con, nên đi. Má con thua à? Rồi, chắc đi đánh bài nữa rồi. Vợ con gì mà giờ này đi cờ bạc? À, nên đi con, à, nên đi con ha. Ôi ơi, dí dầu tình bậu muốn thôi. Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra. À, nên đi con, nên. Kính gửi ông cò bằng thanh tra mật thám. Trời, trời ơi, vậy là Nhung đã đi tố cáo tôi. Đúng là Nhung đã phản bội tôi rồi. Trời ơi, Nhung ơi, Nhung ơi, tại sao em đành đoạn bỏ đi? Đoạn bỏ đi khi con thu nó mới vừa lên 2 tuổi. Sao em đành quay lưng ngoảnh mặt khi anh vẫn còn tha thiết yêu em. Suốt một sắp sửa xa con rồi. Cha xa con mà không biết bao giờ gặp lại. Anh Minh, anh bà
thơ tố cáo. Tôi bàng hoàng ngớ ngẩn. Xin anh tha thứ lỗi cho tôi, vì ngoài tình bạn bè ra, tôi còn nhiệm vụ của tôi. Vinh, xin anh cứ làm nhiệm vụ của anh đi. Anh Minh, anh là tướng cướp Bạch Hải Đường thật sao? Chị Liên, không có ai tố cáo mình chính xác cho bằng vợ của mình. Thú thật với chị, tôi chính là tướng cướp Bạch Hải Đường đấy. Anh Minh, tôi cướp của giết người là để cho vợ tôi có đủ tiền xe xua nhung lụa, để có tiền bạc bài thâu đêm. Rồi trong sa ngã của son phấn bạc tiền, người đàn bà đã sinh lòng phản trắc. Trời ơi, tôi thật không ngờ. Phải, anh chị làm sao ngờ được rằng thằng Minh bạn của anh chị lại là một tên cướp sát nhân giết người cướp của. Cũng như tôi làm sao có thể ngờ được kẻ đi tố cáo tôi lại là vợ của tôi. Tôi cũng không ngờ tôi lại trở thành tên cướp Bạch Hải Đường, mang tâm trạng của kẻ si tình rồi đi sâu vào đường tôi lôi. Vì từ ngày tôi được phong vương ngự trên lâu đài tình ái, thì tôi là một kẻ trắng tay, làm sao giữ nổi một ngày vàng. Cuộc vui mà nay tôi lại tìm đường vào dòng lao lý, chỉ thương là thương cho đứa trẻ thơ thờ dại như chim vỡ tổ bơ vơ ở cuối chân trời. Trời ơi, hoàn cảnh gì mà trái ngang đau đớn quá nè trời. Thu con ơi, mẹ con đã bỏ cha con mình theo người khác, phải đi vào tù, rồi con ở với ai? Hay là anh Minh, anh đừng làm vậy. Đừng làm như vậy anh Minh. Anh Minh nói qua giây phút tâm tình, tôi đã hiểu được lòng anh. Tôi tin rằng người đàn bà kia rồi sẽ có ngày ăn năn hối hận. Còn tôi với anh trước sau vẫn là đôi bạn chung đường chung lối bên nhau. Những cái nghiệp là cuộc đời ngang tay chơi tiêu. Hiện tại tôi là thanh tra, còn anh là tội phạm. Tôi xin phép anh cho tôi làm phận sự sau khi mình cùng nhau đã cùng cạn tâm tình. Thưa dân, xin anh cứ tự nhiên, tôi là tên tướng cướp Bạch Hải Đường. Xin đưa tay cho anh cầm lại. Chị Liên ơi, đây bé Thu con tôi xin gửi lại, nhờ anh chị nuôi giùm cho nó được thành nhân. Anh hãy yên lòng, tôi xin hứa là vợ chồng tôi sẽ nuôi dưỡng bé Thu như là con ruột. Nếu được như vậy, ơn này dù có chết tôi cũng không quên. Trước phút ra đi, tôi xin dâng hai lại này để gửi gắm con thơ. Anh Minh, với một lời nguyện được
anh Minh ơi, xin anh đừng làm như vậy. Đừng bận tâm quỳ lụy. Trời ơi, nhiệm vụ với tư tình. Anh bằng ơi, lòng em như mũi sát kim châm. Cuộc chia lìa khổ tư tình thâm. Thank you.
Ủa, chừng nào bãi trường vậy con? Dạ, con vài tuần nữa. Mà mẹ nè, mẹ kỳ quá à. Con đang đi học, cái gì tự nhiên mẹ bắt con nghỉ học. Vậy là kỳ bãi trường này, con sẽ không còn gặp lại bạn bè cũ, mái trường xưa và... Mẹ nghỉ học chứ sao con? Nhưng mà mẹ kỳ quá à, con không chịu gì đâu. Con gái lớn rồi, cha mẹ phải lo bề gia thất cho con. Chỗ này rất là xứng đáng để cho con trao thân gửi phận. Ủa, mà hổng rài sao mà không có thấy thằng Lộc nó đến nó thăm con? Trời ơi, ngày nào mà anh không đến đây, con người gì mà lì muốn chết luôn à. Con đuổi hoài, anh nhất định không chịu về. Chứ không phải là vắng mặt nó vài hôm là mặt mày con bí xị à. Mẹ này, mẹ kỳ quá à. Cứ không có chọc con hoài à. Hai mẹ con nói lén gì tôi đó à? Dạ, đưa ba mới về. Con nó nhõng nhẽo lắm mình ơi. Ít bữa nữa đi lấy chồng rồi còn nhõng nhẽo người ta cười chết đó. Ba cũng vậy nữa, con không có chịu vậy đâu. Thu à? Dạ. Con đọc sách gì mà nhiều dữ vậy con? Dạ, tiểu thuyết kiếm hiệp. Tiểu thuyết kiếm hiệp? Dạ. Mà ba ơi, có cuốn này hay lắm nè ba ơi. Cuốn gì đó con? Dạ, Phi Tặc Hải Đường Hồng, một thảm kịch gia đình đầy nước mắt. Đâu con kể sơ lược cốt truyện cho ba nghe coi. Dạ, ba mẹ hãy nghe con kể đi nha. Ở một tình xa kia, vô phương cho một người. Chuyện này mình à, người chồng vô tình một lòng yêu dấu quá thương vợ mình mà cũng ưng chẳng băng khoăn, muôn cho số cùng theo cầu chàng đành liền cướp xưng đại dương ghim theo chứng minh hiện trường cành hải đường đỏ tươi lừng danh. Cái hai mẹ con rủ nhau khóc vì một chuyện tình trong tiểu thuyết. Thu à, thôi đừng kể nữa con. Không, hãy kể đi con. Con hãy kể mẹ nghe đi đoạn chốt. Một đoạn cha đau khổ một khi đời.
trở lại ngục chung thân. Ông tìm về nơi chốn tài vật cướp trước lúc xa cơ, lấy đôi bông toàn tặng cho con để làm kỷ niệm. Họ trọng thương trên tay còn nắm chặt, hộp quà cưới thật xinh có kèm một phong thơ. Thôi con đừng kể nữa. Chuyện gì mà buồn quá. Thôi con vào trong con nghỉ đi. Dạ, thưa ba má con vô. Minh à, nghe con nó kể chuyện mà em nhớ đến cảnh tình của anh Minh. Không biết anh ấy ở tù được bao lâu rồi? Cũng sắp mãn hạn rồi em à. Thôi mà mình cũng nên vào trong nghỉ một chút đi. Anh đi một chút việc rồi anh sẽ về ngay. Mình đi nhớ về sớm mà nha. Mà đi nghỉ đi. Xin lỗi bà cho tôi hỏi thăm. Bà muốn hỏi thăm ai à? Dạ, đây có phải là nhà riêng con Bằng không à? Dạ phải, đây là nhà riêng của vợ chồng tôi. Hình như bà là... Tôi đã tới đây một lần, cách nay đã 18 năm rồi. Ngày mà ông bà ăn tân gia mừng ngôi nhà mới đó. À, thì ra bà đây là... Nhung, vợ của anh Minh, tướng cướp Bạch Hải Đường. Xin lỗi, lâu quá không gặp bà nên tôi nhận không. Tôi tới đây để nhờ ông bà giải quyết giùm cho tôi một chuyện. Chuyện gì vậy? Chuyện con Thu, con của tôi và anh Minh. Tôi muốn gặp con tôi. Nhưng rất tiếc con Thu vừa đi nghỉ mát Đà Lạt. Đi Đà Lạt rồi à? Thôi cũng được. Tôi xin đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay tôi tới đây là để xin ông bà hãy trả con Thu. Thuốc nhục phân ly khiến tôi đau khổ vô cùng. Vì tôi mới đúng là mẹ nó. Bà nghĩ tình đừng để mẹ xa con. Đã bao ngày tôi quá nhớ thương. Không ai được quyền bắt con của tôi. Nhưng nó chính là con ruột của tôi. Bao năm dưỡng nuôi tôi thương mến vô cùng. Còn tôi là mẹ ruột không có quyền bắt nó hay sao? Không phải mà. Nó là con của chị. Chị đã mang nặng đẻ đau. Sao chị đành lòng hai chồng bỏ con khi nó còn măng sữa. Mình chân mình tay nuôi dưỡng, bỗng hôm nay chị lại tới đây đòi vợ chồng tôi phải cắt lìa núng ruột căm tình. Người xé thịt bánh da đòi nợ, kẻ 18 năm chăm chút nặng ân tình. Nó đã 18 tuổi đời khôn lớn, thân xác và tâm hồn nó cân nặng được bao nhiêu. Chị tin đi, thịt xương đô của chị bao nhiêu, còn bao nhiêu vợ chồng tôi dung xương đóng thịt. Còn chưa kể tới tình yêu thương khăng khít 18 năm qua, cùng chung sống với những vui buồn. Thôi, bà có bằng lòng giao con tôi lại cho tôi không? Không, 1000 lần cũng không. Thì ra bây giờ bà muốn tôi dùng tới biện pháp mà từ bấy lâu nay tôi không thể thi hành. Vậy thì bây giờ đây, bà chớ có kêu than quán hận. Tôi sẽ thưa vợ chồng bà trước pháp luật để trả lời tại sao dám nuôi con của một tên tướng cướp gian manh. Phải chăng chồng bà lợi dụng uy quyền để che chở cho tên Minh, để hắn nương vào quyền thế giết người cướp của tự do? Chừng đó có vợ chồng bà còn giữ mãi được con Thu hay là không? Chỉ quả là con người sâu độc, lấy quán trả ơn cũng như bỏ chồng để trốn theo trai. Xin lỗi bà, chuyện riêng của tôi chẳng can dự tới ai. Một lần nữa bà cứ nói thẳng, có bằng lòng giao con không? Tôi cho bà biết tôi nói là tôi làm
Bà suy nghĩ lại đi để khỏi ân hận về sau. Thật tôi không ngờ chị quá hèn hạ bẩn nhơ, nuốt hết nghĩa tình và còn muốn hãm hại người ơn. Tùy bà, tôi chỉ biết là tôi đang cần một là con Thu, hai là số bạc 200.000 đồng. Tôi làm gì có được 200.000 đồng? Tùy bà. Chào bà tôi về. Bà nhớ cho tôi kỳ hạn là 3 hôm nữa tôi sẽ trở lại. Một là 200.000 đồng, hai là tôi bắt con Thu lại. Bà nhớ nhé, vì đó là lệnh của chồng tôi. Lệnh của anh Minh? Không, của anh Minh sao được, của chồng mới của tôi chứ. Chào bà. Chị Nhung, chị Nhung, chị Nhung. Ủa, má con Thu, làm gì mà ngồi khóc đây? Mới đi có một chút mà bài đặt đổ lệ trần ai rồi hả? Hạnh phúc gia đình đang êm ấm nè. Mới hồi sáng còn vui vẻ đề nghị anh đưa mẹ con em đi Vũng Tàu mà. À, chắc là bài chuyện ghen tương gì đây chứ gì phải không? Anh ơi, em khổ quá. Khi biết em nói gì mà anh không hiểu gì hết trơn á. Chị Nhung vừa đến nhà mình chỉ đòi bắt con Thu lại. Hả? Đừng có giỡn à. Đâu có dễ dàng như vậy được. Công dưỡng nuôi sánh bằng sanh đẻ. Huống chi 18 năm nay rồi vợ chồng mình chỉ có con Thu là nguồn an ủi sớm hôm thôi. Nếu không trả bé Thu thì phải giao cho chị 200.000 đồng. Đó là điều kiện bán con của người mẹ vô trách nhiệm. Cái gì? 200.000 đồng? Vô lý thật mà. Thôi em đừng có lo, trước mặt pháp lý chị Nhung không có quyền đòi hỏi gì hết trơn á. Thôi em đi nghỉ đi, để anh tìm cách mà đối phó. Anh ơi ráng nghe anh. Ờ mà đi đi, đừng có khóc nữa, nín đi. Kìa anh Bằng, mình giỏi ha anh. Ủa anh Trung, anh hát lúc này hát ở đâu mà anh ghé lại đây vậy? Hát cả bà điểm á. Ngày mai tôi dọn qua bà Quẹo. À, 3 hôm nữa tôi dọn qua bà Hôm. À, sau bà Hôm tôi dọn về bà Chiểu. À, hát bà Chiểu mà ế chết bà nội tôi luôn. Trời đất ơi, sao không vào rạp lớn mà hát hát toàn là bà không vậy anh? Sắp sửa dọn qua ông rồi. Tôi dọn qua ông Lãnh thì xong tôi dọn qua ông Tạ. Hát cương rồi làm gì dám vô rạp lớn hát anh. Ủa chứ còn mấy ông thầy tuồng của anh ở đâu mà gánh hát của anh hát toàn là tuồng cương không vậy? Hát ế quá, không có tiền trả bản quyền nên không ai đưa tuồng hết trơn trọi. Tôi đành phải sắp lớp cho mấy đứa nhỏ hát cương vậy mà. Ủa, chị Liên đâu rồi anh? Mới khóc lóc một hồi rồi vô trỏng nằm khóc nữa chứ đi đâu. Thôi nghe cha, lâu lâu gặp cha chứng nào tật đó không bỏ. Mày đặt có mèo có mỡ về nhà còn đánh vợ nữa. Thôi đi anh ơi, đâu có phải vậy đâu. Chứ sao? Chị Nhung chỉ vừa mới đến đây đòi tiền đòi bạc gì đó chứ. Ủa, bộ hai ông bà thiếu tiền bả hả? Đâu có anh, chị Nhung chỉ đòi tiền bán đứt con Thu cho vợ chồng tôi với số bạc là 200.000 đồng. Trời đất sao lại đành lòng bán con đòi tiền một cách ngang xương. Nếu không có tiền chỉ bắt con Thu lại nên vợ tôi khóc từ nãy giờ. Sao chị Nhung không nhớ cái hồi mà chị bỏ con đó? Còn anh Minh bị bắt đi, nếu hồi đó mà không nhờ anh chị đó nha thì đời con Thu đâu có được như ngày nay. Ở vậy cái việc này để tôi hỏi lại anh Minh. Anh Minh bị đày ra con đảo xa xôi, không ảnh gần mãn hạn được đưa về làm việc nhẹ. Hả? Ở ngoài Vũng Tàu kia. Nhưng tôi đây lo ngại anh Minh ảnh buồn giận. Anh hãy nghe tôi mà vẫn cứ yên tâm, chuyện của chị Nhung cứ để tôi lo giùm. Tôi đã nhất quyết thì anh đừng có cản đảng. Tôi biết mà, tôi biết anh là người có cái tánh thẳng ngay. Nhưng mà chuyện này là chuyện với vợ chồng tôi mà anh. Không, anh đã có lòng nuôi dưỡng cháu Thù, tôi phải góp phần giải quyết vụ chị Nhung. Chờ có ly đâu anh cứ phải nhọc lòng. Tôi sợ mình gây khổ lụy cho anh Minh. Thế cãi anh? Tôi nói tôi đi à? Nè khoan, anh Trung ơi. Không, anh Trung mà... không có khoan dù gì hết. Để tôi đi, tôi nói tôi đi là tôi đi. Mà không chừng tôi còn chạy nữa. Tôi đi đây. Nè anh Trung ơi, anh Trung.
cái biểu coi. Dạ, sếp gọi em. Mày đi sao Minh? Dạ. Sao hôm nay tao nghe mày đổi giọng kỳ vậy mày? Dạ, tại mấy hôm rồi em bị cảm gió đó sếp. À, bị cảm rồi cái mày đổi giọng vậy đó hả? Nè, mày lo đắp thuốc cho mấy đứa nhỏ nó làm việc cho nhanh lên nha không? Rồi qua dọn dẹp bên cái trại bốn luôn cho tao đi. Dạ, sếp để đó cho em. Ừ, rồi. Tai nạn khủng khiếp, xe rùa đụng hũ lô, hai con chó bị thương, con bò xúc móng. Cái đồ chết gian, con vậy mà cũng hoàn tháo. Coi gì nữa đây. Thông báo vì khan hiếm giấy nên bổn báo phải tạm nghỉ 3 ngày. Chết gian nữa. Ê tụi bay. Dạ. Tới giờ cơm rồi, nghỉ đi tụi bay. Dạ chào sếp. Đưa tay lên. Đưa tay lên. Đưa tay lên. Đưa nè. Mạnh giỏi ha mày. Dạ mạnh giỏi. Mạnh giỏi cũng đưa tay lên. Dạ đưa nữa. Dạ. Dạ. Sếp làm ơn quay cái mũi súng vào một bên em nhột quá sếp. Đừng nhột cái rúng quá. Dạ vậy là được, cảm ơn sếp. Nhờ trời em cũng mạnh giỏi à. Ủa? Ông mày là thằng nào tao quên rồi mày? Trời ơi, sếp mau quên em quá. Quên em thiệt sao? Quên thiệt mà. Nhìn kỹ coi, em là bầu trúng nè. Bầu gánh nát cải lương pha hậu quảng. Chí nhan này là trăng ngàn nơi bốn phương á. Nhớ không sếp? Trăng ngàn nơi bốn phương hả? Dạ. Anh ơi, tao nhớ rồi. Dạ. Gánh nát nè. Cái dở, cái bà. Sếp nói vậy em nhột. Dạ. Ủa, mà gánh hát mày hiện giờ hát đâu mày về đây? Dạ, em đang hát ở xóm Đình á. À. Dạ, lúc trước em hát ở xóm Gà. Ừ. Rồi qua xóm Dôi, em định dọn về xóm Chiếu. Rồi cái dọn qua xóm Củi. Dạ, xong rồi em dọn qua. Sao mày không dọn qua xóm Thang này mà đốt gánh hát mày luôn đi? Sao gánh hát mày kỳ cục vậy? Hát tên xóm không hà? Dạ. Sao hát làng hát mà xả đó? Dạ, tại gánh hát nghèo. Dạ. À, mà nhưng hiện giờ gánh hát mày hát đâu mày? Dạ, em mới nói nãy đó, hát ở xóm Đình. À, xóm Đình hả? Dạ. À, vậy mày cho tao vài cái cả, tao mời bèo bạn coi chơi mày. Dạ, thưa sếp. Em ra đây để lo cho sếp đó, sếp khỏi lo. Em lo cho sếp trước hơn ai hết mà. Dạ, mày ngon quá ta. Vậy chứ sao không vậy? Ủa? Mà mày đi đâu mà xách đồ nhiều vậy? Mày cho tao hả? Dạ, không nói dấu gì sếp. Gánh của em đang hát ở Bến Đình á. Mà em thì làm giám đốc kim soạn giả kim xếp đồ hội kim lưu bù kim. Dạ mà em cũng bỏ gánh ra đây để thăm thằng bạn chế thân. Thôi chớ nói lằng nhằng. Dạ. Coi chừng bỏ mạng nghe con. Hết tội nghiệp em sao? Tại chỗ này không phải chỗ nói trời. Tao bỏ tù mày, mày chết cha luôn. Dạ sếp làm ơn thông cảm cho em Út được nhờ. Em có thằng bạn tốt đang bị nhốt ở ngoài này. Nó tên là thằng Đặng Hoàng Minh, bị nghi lưu đày ra tận Côn Đảo. Nay hay tin nó về đây được, em vội vàng khăn gói ra thăm. Em đem theo mấy ổ bánh mì, một nải chuối và mấy chai xa xỉ. Tao biết thằng Minh đó rồi. Biết hả sếp? Ờ, nó là thằng tù chuyên ăn chay trường trong khám mà. Dạ. Yeah. Tao nói nó ăn còn là gạo lứt không nè. Dạ đúng đó sếp, dạ đúng rồi. À, nhưng mà rủi cho mày quá mày ơi. Sao rủi sếp? Hết giờ rồi. Trời đất ơi, mày chờ dịp khác nữa mày. Trời đất ơi, em lại sếp. Ngàn năm một thở mà sếp làm ơn. Trời ơi, giúp đỡ cho em muốn. Dạ. Đây, sếp giúp đỡ nha, giúp đỡ cho em nha. Đó. Gì đó mày? Dạ. Hối lộ hả? Dạ không dám hối lộ đâu. Chết dạ. Dạ không phải, dạ cái này đâu phải hối lộ. Mà cầm cho em nhờ. Dạ đây là thuốc 3 số 5. Dạ. Gì? Bà số. Bà số không? Dạ. Phải không? Dạ số, sếp được là em sợ sếp. Dạ. Ừ, dạ cái này. Được. Dạ, được. Đừng có lộn xộn nữa nha mày. Cái này sếp khoái à sếp. Chính tín hiệu nay vàng mà. Dạ. Tao dạ. Dưỡi lắm ha. Dạ. Nhưng mà 5 phút thôi nha mày. Dạ 5 phút. Ờ, 5 phút là một gói nha không? Dạ. 10 phút là hai gói nha. Dạ 15 phút ba gói. Cái đó tùy ý mày. Dạ. Sếp em hiểu rồi. Dạ. Được rồi. Dạ. Tốt lắm. Thôi mà tránh ra để tao làm việc mày. Dạ dạ. Tập hợp.
Đặng Hoàng Minh Trịnh Giang. Chà, sếp quay quá. Quay chứ sao quá mẹ. Đặng Hoàng Minh Trịnh Giang. Ê, sếp. Đặng Hoàng Minh Trịnh Giang. Sếp, ráng lên dù còn hơi thở cuối cùng nha. Đặng Hoàng Minh Trịnh Giang. Chết cái ba chè à, tôi trời ơi. Té à sếp, trời ơi. Em không thấy, em quên. Trời ơi, Đặng Hoàng Minh tập hợp. Dạ. Dạ, sếp gọi em. Ờ, à, có bạn mày ra thăm mày kìa. Kìa, anh Trung. Anh Minh. Anh Trung, trời ơi Minh. Anh Trung. Dạ. Sao anh biết tôi ở đây vậy? Trời ơi, 18 năm rồi mới gặp lại anh. Tôi mừng quá. Tôi cũng sắp mãn hạn rồi anh à. Anh Trung à, chỗ bạn bè với nhau, anh tốt với tôi như vậy, thật là tôi xúc động quá. Có gì đâu anh. Dạ, dạ thưa sếp. Xin phép cho em được nói chuyện với bạn em một chút nha sếp. À, chị và mấy cháu vẫn mạnh hả anh? Cảm ơn anh, mạnh hết trơn á. Nè, đây là tôi đem thuốc hút cho anh nè nghe. Bánh mì nè, nước ngọt nè, chuối nữa nè. Anh ăn đi, ăn đi. Cảm ơn anh. Nè nè, ơn nghĩa gì, cứ ăn nữa đi, anh ăn cho nhiều vô đi. Dạ, quên nữa. Dạ em quên mời sếp. Dạ em kính mời sếp nha. Dạ sếp ăn đi. Dạ. Nè anh Minh, anh ăn đi. Anh làm như vậy tôi xúc động quá. Làm sao tôi quên cho được. Cái gì mà quên không được. Anh ăn đi. Rồi tôi nói cho anh nghe nè. Chị Nhung vợ của anh, chị tệ lắm anh à. Hả? Vợ tôi? Nhung lại vừa làm chuyện gì nữa? Anh Minh, anh Minh ơi, tôi lặn lội ra đây là để cho anh hay đầu đuôi câu chuyện. Chị Nhung lại vừa gây ra tai biến khổ đau, làm cho sao xuyên rối loạn một gia đình của bạn bè thâm giao. Cả núi con thu đến nên người. Anh Trung ơi, tôi hằng mong khi mãn hạn đại lương về lại tạ ơn anh bằng với chị Liên. Luôn cả anh, tôi chẳng có công gì đang làm cho anh phải bận tâm. Có điều là chị Nhung lại đến để gây chuyện. Đang lúc anh bằng đang lo gả con thú cho con trai của một thương gia rất giàu, để con thú yên hưởng mai sau. Trời ơi, vậy mà Nhung nỡ nào đến để gây chuyện. Nhưng gây chuyện chi và gây bằng cách nào? Chị Nhung đòi phải có 500.000 đồng, nếu không chỉ bắt lại con thù. Vô lý, vô lý. Tại sao con trẻ lúc còn đỏ hỏn cần được chăm sóc mà mẹ lại bỏ theo trai không cần, không bận lòng lo nuôi dưỡng. Cho đến khi người ta nuôi cho khôn lớn lại đem cơ máu thịt ra mà đòi nợ ân tình. Trời ơi, thật là tan tận lương tâm và tàn nhân vô tình. Anh Trung ơi, 18 năm dài tôi sống trong tù ngục, đêm đêm hồn tôi thường mơ về bên cạnh con thơ. Trong sóng biển rì rào tôi lắng nghe tiếng giọng đưa. Đây anh coi nè, chiếc giọng tôi đang từ 18 năm về trước, tôi mơ có dịp gửi về chứ con tôi ru giấc.
dù chẳng đáng là bao nhưng cũng là một chút thâm tình. Ôi 18 năm rồi, chiếc giọng đã cũ mà anh vẫn còn giữ đây sao? Nói ra có thể người ta không tin, chứ đêm nào tôi cũng ôm chiếc giọng này với những lời ru con thương nhớ. À ơi, con hài ngủ cho say. À ơi, hài ngủ dân an lành. Rời mẹ xa cha khi còn thơ. Trời ơi, ai hiểu được tâm tình của tên tướng cướp trong sắt thép mầm yêu thương dân luôn tên mộng âm thầm. Không, không thể được, không thể được. Dù sắp mãn hạn tù giam, tôi vẫn không thể ngồi yên mà chờ đợi. Để mặc cho con tôi với ân nhân đau khổ, tôi phải về trừng trị con đàn bà đã cắt đất làng thầm. Mày ở tù làm sao mày về mà trị nó được mày? Dạ thưa sếp, không có giấu gì sếp á, sếp làm ơn cho em về thăm nhà chừng 3 ngày là em trở lại liền ha. Mày nói chuyện vui quá, ở tù mà đòi đi phép. Dạ em biết sếp ở đây thương em nhiều nhất mà. À rồi sao? Dạ nay hoàn cảnh gia đình của em kẹt quá, em xin sếp vui lòng giúp đỡ cho em về chừng 3 ngày là em trở ra đây liền với sếp à. Không có được đâu mày, đừng có giỡn mày. Hả? Tao ôm mày như vậy làm sao mày đi được mày? Dạ sếp buông em ra đi, chứ không ấy em quăng xúc hết à. Tao không buông á. Dạ buông em ra đi sếp. Tao nói tao không buông. Buông em ra đi sếp. Buông em ra đi sếp. Trời ơi, đất trời kia ngựa vũ trụ quay cuồng. Bơ làng sơn, bơ mã tà. Đặng hoàng minh giữa ngột, đặng hoàng minh dịch ngựa của giữa ngột. Trời ơi. Tao tưởng mày chết luôn ở Đặng rồi chứ. Ê tiền đâu đưa đây mày? Dạ chưa có mình à. Sao chưa có? Trời ơi, nó muốn giết tôi mà. Dạ em có tới mà không gặp anh Bằng, chỉ gặp chị Liên không à. Em làm dữ rồi bắt con Thu lại. Trời ơi trời, mày rồi bắt con quỷ đó về đây làm gì? À mày định đem nó về nuôi á, để hy vọng mai mốt thằng Minh nó mãn hạn tù về rồi vợ chồng con cái sum họp phải không? Không phải mình à. Sao không phải mẹ? Em giả bộ bắt con Thu lại để mà buộc họ đưa tiền, chứ đâu có thương yêu gì nó đâu. Câu này thì nghe được. Mày đòi bao nhiêu? Dạ em đòi 200.000 đồng. Đồ ngu, sao mày ngu quá vậy? Trời ơi, bao nhiêu đó mà không có nữa đó. Đòi nhiều sao họ có được. Thôi cũng được. Đâu, đưa đây đặng tao đi mua thuốc à. Dạ chưa có. Em kỳ hạn họ 3 ngày nữa trở lại lấy tiền. Trời ơi, 3 ngày nữa. 3 ngày nữa mày trở lại để lính còng đầu mày. Ngu. Mình ơi, ngu. Mình ơi, chứ họ không có thì em biết làm sao bây giờ hả mình? Chắc mày muốn tao chết lần chết hồi chết rụt thay thì khi có tiền nó lên. Em đòi tiền họ không có mình à. Chưa có thì tao cho mày chết luôn. Tao nghĩ thân tao mà tao.
bao tuổi, lúc có tiền thì hút ngày hút đêm, nói cái gì mày cũng lo xong. Rồi bây giờ tao nhờ mày có chút việc à. Thì em cũng đã chạy ngày chạy đêm, em lo cho mình từng trăm từng chục bạc. Nhưng lúc này đã hết đường xoay sở, em biết làm sao đi đào bới ra tiền. Trời ơi, làm sao tao đợi nổi đến ba ngày, phải kiếm cho tao chút lĩnh tiền, kẻo cơn điền nó giết chết tao luôn. Đấy, mình ơi, em cúi lại mình. Lại cái gì, tao đâu có cần lại. Mình xin mình hãy tha thứ cho em. Tha nè, tha nè, cho mày chết tha nè. Mình, mày đứng đây làm cái gì? Mày đi chợ lo cơm nước cho tao đi. Đi, đứng đó hả? Dạ. Trời ơi, chắc chết tôi quá. Trời ơi, hút điếu đỡ quá. Thuốc hết, cái gì cũng hết. Còn miếng nhựa đỡ. Trời ơi, chết tôi rồi. Trời hại tôi rồi. Còn có chút xíu mà nó cũng đổ nữa. Trời ơi, trời ơi. Báo nè mình. Để đi, vừa người chết mà gọi báo. Hôm nay mày cho tao ăn món gì vậy? Dạ, canh bầu cá hấp chiên. Gì? Cá hấp hoài. Ăn người mày biết tao mà ăn cá đó. Xương là nó mắc cổ tao ăn, mày muốn lột da tao hả? Trời ơi, em biết làm sao mà có tiền mua thịt cho mình ăn đây. Không cần biết mà. Không có thịt, tao ăn thịt mày. Ê, sao mày chưa chịu đi cho khuất mắt mà mày còn đứng đó, đứng chọc gan hả? Tao đánh nữa bây giờ, muốn không? Hả? Hả? Coi đây, tin gì đây? Hai ông bà yêu nhau tha thiết, nhưng vì trắc trở tự giận. Trắc trở mà tự giận, trắc trở người ta hút sướng hơn. Trắc... Trời ơi, tương cướp Bạch Đại Đường Dương Ngôn. Nhung ơi, Nhung, Nhung. Dạ. Dạ, mình gọi em. Mày làm gì ở trong mà để tao kêu muốn chết vậy? Dạ, em đang làm cá mà. Làm cá? Bỏ mẹ nó đi. Nè, đọc đi. Có tin vui nè. Tin gì vậy mình? Đọc đi. Ở đâu mình? Vui đó. Hả? Ở đâu đâu? Đâu có thấy gì đâu. Hả? Trang nào vậy mình? Cái gì? Trang nào mới được chứ? Ở trang gì? Trời ơi! Đọc đi, ở đây nè, mày đuôi hả? Đó! Tướng cướp Bạch Thái Đường vượt ngục. Trời ơi! Đó, đuôi ghê chưa? Trời ơi trời, bây giờ sao mình? Em biết làm sao bây giờ hả mình? Khỏi sao sến gì hết. Mày đừng lo, để tao. Tao hút cho tao khôn lắm. Tao thông minh lắm. Nghe, bây giờ mày ở nhà lo làm cá đi nghe. Dạ. Nấu cơm cho tao ăn. Tao nghe nói về là tao cũng bớt ghiền rồi. Ha. Tao đi. Đi đâu? Đi đâu vậy mình? Tao đi cơ bót. Đi lại đằng kia tao kiếm ít tiền coi. Nghe. Dạ. Thì người ta sẽ cho lính lại đây. Người ta rình. Thế nào cũng bắt được tướng cướp Bạch Thái Đường. Nghe. Này, để tao đi cơ bót nghe. Ở nhà nghe chưa? Trời ơi, anh Minh đã vượt ngục. Anh mà tìm tới đây thì tôi biết anh làm sao, nói làm sao nè trời. Trời ơi.
biết ăn làm sao nói làm sao với tôi nữa hả bà? Tội lỗi của bà đã đày ải tôi suốt 18 năm lao lý chưa đủ hay sao hả bà? Anh Minh, em bây giờ tôi mời bà ngồi xuống đây. Bà ngồi xuống đi để nghe tôi hỏi chuyện. Dạ. Ngồi đi. Ngồi đi. Dạ. Tôi biết bà ngồi. Dạ ngồi. Dạ. Bây giờ trước hết bà vui lòng cho tôi biết ai đã đi tố cáo tôi với nhà chức trách. Ai? Dạ. Ai? Dạ. Ai? Dạ em. Là bà. Cảm ơn bà. Ai đã lấy chiếc nhẫn hột xoàn của chị Liên? Ai? Dạ. Ai? Dạ em. Cũng là bà. Tại sao bà lấy của người ta mà bà không nhận, mà bà lại đổ tội cho tôi, để tôi mang nhục cho người ta vậy hả bà? Tại sao? Dạ. Tại em lỡ dạy. Lỡ dạy? Rồi chiếc nhẫn đó bà đem cho ai? Dạ cho. Cho ai? Dạ, dạ cho nhân tình của em. Còn con Thu, vợ chồng anh Bằng đã nuôi dưỡng con bà cực khổ, tại sao bà không biết mang ơn người ta mà còn đến làm tiền, còn đòi đi tố cáo người ta? Phải làm sao hả bà? Phải làm sao? Mình ơi, tôi nghe em mình ơi. Mình ơi, em lại mình. Em lại mình. Em xin mình hãy xót mà thương. Chồng của em nó đi đâu về đó? Dạ, nó đi báo với nhà chức trách. Hả?
là tôi sẽ giết nó trước rồi giết bà sau. Mình, em gian mình, mình đừng nghĩ thêm tội lỗi. Mình phải được tự do để lo lắng cho con Thu. Bây giờ bà muốn tôi xử trí như thế nào đây? Hay là bà muốn tôi phải quỳ xuống đây mà lại nó nữa? Mình, hay là mình tạm núp vào trong đi, để em xử sự với nó. Được rồi, một lần nữa tôi chờ xem thái độ của bà. Bà nên nhớ, bà đừng kêu la cầu cứu. Sự trở mặt hay là một thái độ nhỏ nào của bà cũng đủ để cho bà chết thảm thương. Bà nhớ nhé. Ê con khốn nạn, mày làm gì trong này? Mày không nghe thằng Xích Lâu nó chửi tao chỉ vì 200 đồng bạc hả? Sao mày không ra giải quyết cho tao? Nhưng tao giết mày mà, tao giết mày mà, mày chết cho tao, mày chết cho tao, mày chết cho tao mà. Vậy Mẫu, má ơi, trời ơi Mẫu, về quá Vũ Phu, mày nỡ đánh đập tao tàn nhẫn như vậy sao? Tao sợ Mẫu, tao cho mày chết luôn. Thật khốn nạn. Trà ngon quá ha, bữa nay mày xài sang dữ ha, mày dám chửi tao ha. À, tao hiểu rồi, chắc tại mày hay tin cái thằng Minh nó vượt ngục trở về, mày hy vọng nó sẽ đến đây để cứu mày ha. Mày lầm rồi, tao đi báo với nhà chức trách rồi, một lát nữa họ sẽ đến đây để bảo vệ tao. Nó mà bén mảng đến đây, tao sẽ thọp cổ cho họ đài đi con đảo. Xí, tưởng gì đồ ăn cướp giặt mày ngán. Khốn nạn, mày đừng nói xấu chồng tao. Vậy chồng mày, xí, người ta ăn cướp nhưng không hèn hạ như mày. Mày là thằng Sở Khanh, chưa sống với chiếc áo của đàn bà khờ dại. À, vậy là mày thích chồng ăn cướp chứ không thích chồng ghiền ha. À, bữa nay mày nói nặng tao ha. Được rồi, khi thương trái ấu cũng tròn, khi hét bồ hòn làm ngọt. Được rồi, để tao cho mày nếm mùi nịt da để coi mày chịu câm miệng lại chưa. Khốn nạn. À, gì đâu mày chạy đâu hả? Hả? À, cái gì Khang? Khang, hey, mày mà bước tới nữa tao chém mày bể đâu. Trời ơi, bữa nay mày chơi trò nữ hiệp sĩ với tao hả? Nữ hiệp sĩ đánh với nam hiệp sĩ kìa hả? Mày muốn đánh với tao hả? Bữa nay mày ngon ha. Mày giao ra nha. Chết tao cho mày chết nè. Khang, Khang, mày giết tao. Nhưng Khang hả? Mình được hồn về phải không? Được rồi, tao sẽ cho tụi mày chết chung. Như vậy là tôi đã mãn nguyện rồi. Tôi đã giết được thằng khốn nạn đã phá vỡ gia can của tôi rồi. Bây giờ tôi đi nạp mình đền tội. Mình, Nhung, anh Minh, Nhung em, anh Minh. Anh khoan đi đã, anh hãy ở lại đây với em vài giây phút cuối. Dù tình nghĩa chúng ta giữa đường vắng giờ, nhưng kỷ niệm của ba năm hương lửa vẫn còn đang mang chất nặng ở trong lòng. Một quả
lần gặp lại mặt con, nó đã khác tình cha từ ngày rời. Rang gượng tỉnh dậy để anh gọi xe đưa em đi cứu chữa. Còn hai can, dù sao thì anh cũng đã giết nó rồi. Nếu ở lại đây cũng không thoát dập tù tôi. Không, em sẽ nhận. Em sẽ nhận em là thủ phạm. Em đã giết chết hai can vì nó đã hành hạ em. Không. Nhưng mà tên tù vượt ngục giới 20 năm biệt xứ lưu đày, 18 năm qua đối với anh là những chuỗi ngày dài. Nói gặp lại nhau đã hết hờn hết giận, anh vẫn thèm nghe tiếng khóc của trẻ thơ. Giờ đã có chồng chưa? Liệu gặp lại anh nó có còn nhận ra tình phụ nữ? Hay cũng thở cho anh thêm buồn, thêm khổ, thêm nhớ, thêm thương trước ngấn lệ ân tình. Bị giết nè, các anh hãy gom góp tang vật và gọi xe đưa đến bệnh viện lập tức. Còn chị Nhung, tại sao chị lại bị trọng thương như thế này? Bị hành hạ nhẫn tâm, chính em đã giết hai can, giết một con chó ghẻ mà suốt 18 năm dài em chung sống vì tình chồng nghĩa vợ. Một lỡ lầm mà tôi mới rửa sạch được hôm nay. Hai can đã chết rồi thì cũng yên phần đó. Còn tôi thì cũng chấm dứt cuộc đời tôi. Lần cuối cùng cùng một người sắp chết, tôi cầu xin anh hãy cho anh mình gặp lại đứa. Anh dành lại cho tôi là thủ phạm, anh nghe rõ chưa? Tôi là thủ phạm. Mình ơi, cầu mong mình bình yên ở lại, gặp mặt con khờ em dình biệt ra đi. Thôi anh Minh à, âu cũng là số mạng. Anh có khóc than thì cũng đã muộn màng rồi. Anh có còn muốn gì ở tôi nữa không anh? Anh Bằng, số phận tôi là phải trở ra hải đảo, nhưng vợ tôi đã chết rồi, và hai can cũng không còn nữa. Hận oán xưa đã trả xong, nay tôi xin anh làm phước cho tôi gặp lại con tôi trước giờ vĩnh biệt. Được, tôi
sẽ làm theo ý của anh. Thầy ơi, lấy xe về nhà tôi rước vợ con tôi đến đây lập tức nha. Anh Bằng à? Dạ có tôi đây anh. Con tôi đến đây, tôi xin anh đừng cho nó biết tôi là cha của nó nghe anh. Tôi không muốn con Thu nó biết cha của nó là một tên cướp sát nhân, một tên tù vượt ngục. Minh, anh Minh. Trời ơi anh Minh, anh Minh sao vậy? Vậy là bà bạn hết mộng sụp mộp rồi phải không anh Minh ơi? Ba, ba cho gọi mẹ và con đến đây có chuyện gì vậy ba? Mình có chuyện gì vậy mình? Chị Nhung đã chết rồi. Trời, chị Nhung. Thu con, con hãy xích lại gần đây cho ba bảo. Dạ. Con hãy nhìn kỹ ông này, xem có biết ông là ai hay không. Dạ. Ba ơi, ông này là ai vậy ba? Là ai vậy ba? Phải, làm sao con biết được. Ông này là bác của con, là một người chẳng những có liên quan tới con tình cốt nhục, mà cũng là người sống xa con suốt 18 năm trời gian. Anh Minh ơi, xin anh hãy niệm tình tha thứ và đừng trách tôi tại sao lại nói ra đây một sự thật mà anh đã cố tâm giữ kín. Đừng anh Bằng, để tôi nói, tôi phải nói. Cháu Thu đây mới là người mà cháu phải tôn thờ, vì đây là cha ruột của cháu đã bị lưu đày cho sự phản chắc của người vợ chắc nết lang tâm. Rồi nay vì tình phụ tử thiên liên khúc dục, cha cháu phải mạo hiểm vượt ngục trở về đây, trở về đây để nhìn lại đứa con to trước khi nó sinh ra theo chồng. Ruột của con đó. Cha. Cha ơi, giờ phút này con mới biết mặt cha thì cũng làm cho con chua xót nghẹn ngào. Cha ơi, 18 năm qua con đã sống trong hạnh phúc sang giàu, nhưng con nào có hay cha ruột của mình đang bị lưu đày ngoài cung đào quanh thiêu. Rồi hôm nay được trùng phùng tao ngộ. Cha ơi, cha, con tưởng đâu sẽ đáp đền được nghĩa thâm sâu, con ngờ đâu chỉ được gặp nhau trong giây. Rồi nhìn cha lặng lẽ đau thương mà trở lại chốn lao tù. Cháu Thu, cháu hãy lại đây nhìn kỹ người đàn bà này. Người đàn bà này là mẹ ruột của cháu, một người mẹ tội lỗi đến ly trần khi vừa biết hối hận ăn năn. Trời ơi, đây là mẹ của con sao? Phải. Mẹ ơi, mẹ nằm đây mà con nào có hay có biết. Mẹ có nghe chẳng tiếng kêu quốc nghẹn của con không?
con ơi, giờ đây thì con đã biết rõ ràng câu chuyện. Những đớn đau dằn vặt suốt 18 năm qua, gặp mặt con là cha tròn ước nguyện. Dù mai này cha có chết dục ở phía trời xa, cha chỉ biết cầu xin cùng trời Phật mong cho con được hạnh phúc bình yên. Và ai xem cha mẹ nuôi như là cha mẹ ruột, vì công ơn dưỡng dục sanh tờ biến trời. Anh Bằng chỉ biết, xin anh chị hãy thay tôi mà lỗi cho con trẻ. Tôi xin lại anh chị một lại này để đáp tạ nghĩa ân, và hãy xem như là tôi đã chết, và mong anh hãy xem thu đây là con ruột của anh. Cha, cha ơi. Vĩnh biệt anh chị, vĩnh biệt Thu. Ba đi nghe con. Không, ba ơi, ba đừng bỏ con ba ơi. Con, anh Minh. Con, anh Minh. Anh Minh. Yeah.